Xuất sinh ở đó này, trong video này cứ nhóm đi dùng bí LDR Specification. Chắc nhóm trong review bí chỉ rất lẽ cái nào là bó LDR tùm hôm 5mm. Và phép LDR này cứ dùng cho nằm ra cho mùi nâng Arduino rõ đoán á. Chẳng vì spec này xảy ra LDR tùm hôm 5mm thì chẳng LDR ảnh miên tùm hôm thông chiến có tùm hôm tội chiến cứ việc trời cho mình spec này tế. Bên tay nhóm lợt do 5mm đa dân cho nằm ra cho mùi nâng Arduino 1 bằng 2 đồng bầy dân ai chấp đa to mê riêng cho mùi nâng LDR cho mùi nâng Arduino bà chương. Thật bật tới LDR vì cứ chi register mùi đa miên đồng lại register pra prua tới tam bình lưu. Nếu bây đai bình lưu pra prua chẳng đồng lại register nâng cứ vì pra prua chẳng đài vì thật tam bình lưu lụt bà vì màn lụt màn lụt ai vì nâng pra prua. Chúng ta hôm LDR đã dùng pra cho mùa Arduino dùng ai sẽ thay program rõ đoàn nâng tùm hôm nâng cứ 5mm. Chúng này đồng lại Raystone vì khu nông cạn này đã kê đạp bình lưu đọc lụt dùng anh dạy tha chia bình lưu đã vì plư chọn dạy tha lại Raystone miền này tha vì miền bình lưu. Chúng đồng lại với pra pro tam bình lưu đá tui thông á chẳng anh kê chọn dạy tha khả nạ bè đòi vì đọc lụt vì ai tệ đó vì 5-10 kilo ohm tùm hôm đầm lại Raystone nâng. Và sau đó việc lưu khăn chinh đáng việc ai đầm lại việc ai thoi kia tùm. Chúng ta đã bê dụng rồi gần ngật chẳng vì ai chiên tới đó 5-10 kilo ohm cứ việc thông bình tên. Vì tới đó việc 5-10 kilo ohm việc mà nó xôn chạy mùi mega ohm mày. Vì đầm lại việc thông bình tên. Chẳng đầm lại việc dân ai chặt tóc tha đầm lại việc bị 5-10 kilo ohm cho vì ai prai prua đầm lại tới tam bình lưu bao dường. Trong này tông xong đại dân prai vì ai prai tới đó tông xong tới đó 120V nơi bập hút DC. Chẳng đưa nổ bao dường cư dân plơn những tập 5V thì dân ta vì ạch bánh hà thì ở vị tụi. Chẳng vì ai bật sạch bao dân đã plơn thông prai lờ application ấy xây vì ai tới đó 120V. Nếu nhầm vậy tới lờ bập hút DC á bộ phục AC nhằm ở sẽ cho bạn đấy là sao spec kê ở bên bạch trẻ trong đây ai nập hiệp vì cho người ta tệ tôn năng vật thạch nập hiệp đây vì ai trông trò bán vì bán trăm cái sắp mili-watt vì hiện tụi đấy thả tới bần ta dân pra chưa ở đưa nó vì mình bánh hà tì trong đây ai vì đầm nai ca này lỡ xây ta nập hiệp ở vì chẳng vì đọ xa sập xong sau ông xa xế tới đó chết sập ông xa xế chẳng vì mình bánh hát tới những pra vì mình đo cái khăn rồi có tất cả khăn đen này đo cái rau ông xôn đi nâng nít chìa specification bà ơi ở tập bình đẳng thầy bây giờ như vậy tha pra dù mùi Arduino á chưa thông đá dân pra kê tay ta pra vị thí sang vô thạch dù vậy đờ tiện dân đã bập hút vì được Arduino dân cư bập hút với pram vô thầy. Anh đang mình tha bà phục mang tại anh ấy ở nhóm ưu tư hợp nơi khổng Arduino đa dương riêng nắng cứ pram vô chân viên supply máu viên thở chô chương này output này output này chương tay tay to cho mùi nắng chương A chương analog vì ạch A sẽ rổ ra hộp đó tại đó A phải chương pram chương bà mùi nắng chương pram mùi nắng các bạn này chương vì output chẳng vì chô pram vô vì đạn chẳng hết cái đạn LDO mùi nó bè đai vì mình bình lửa đầm lại Raystone bỏ LDR Pride Pro á chẳng đầm lại tăng xong cho từ khổng chương A0 cứ bị Pride Pro đài chẳng kê rít đầm lại đài ta với nơi cả lại chương A0 nâng anh đang tam lẹ khăn nẹ khlắc to ở đài dưỡng trong to nè nẹ khlắc kê đạ LDR nơi khăn lơ vinh nhá kê đạ LDR nơi khăn lơ vinh hay kê đạ Raystone nơi khăn crown vinh anh đang vì con ta khóc nên chạy vì mình bạn nhà tài khoản đặt hàng rít đầm lại với tôi kia, tập bắt chân cần chạy person ba đầm lại bơi cái to register khang này khang lớn miền tây ha nơi bây đại register bảo ở với cần đặt hóm đầm lại với rít cho ban cần đặt túi nơi bây đại ở cần đặt túi với rít cho ban cần đặt hóm bình bên tai person ba cái đại ở nơi lớn miền tây ha person ở cần đặt hóm với rít cho ban cần đặt hóm này với đầm lại LDR cần tự tui, vì rít cho bạn cần tự tui này. Còn ta việc tui khả nha, bạch nha khả nha tình. Sẽ ra trẻ nẹ to tới lời Arduino. Rồi cơ sở ý, sẽ ra trẻ kia chóng to tới kia chóng đã khẳng lớn các bạn khẳng cao bạn. Anh đi rút bờ còn đồn lòng năng thả bạch sân bạch miền phương, rồi gọi miền phương á.
chăng vì prai pru tới tam bự chăng đôi nhầm chạy này nhầm chạy ưu thọ tới lơ Arduino á rồi nhầm dương riêng một tiết dương năng video tại toàn mùi năng riêng Arduino năng tại toàn bạn ở dọn chăng nhầm review specification tại này khác cái ai to prai mạch phép program các bạn này cái prai transistor đam bay bật bật lên the auto the swipe board chăng vị thi sát đại cái to đam bay read signal pi LDO đại dương chập tóc bia chia sensor blue ai cầm nón ao im pu bật bật the swipe board cứ cái tay cái to bài nâng hai anh ấy lên cho zero chân chân anh lục đam bay read signal bao dương này cứ dương to video mẹ riêng Arduino và tòa tiết nhằm nâng to bạch nâng phần tác nhằm còn tài rít nơi lỡ sử dụng mộng tờ thì chẳng anh ấy đôi nhằm dạy mạnh anh ấy kì đặt LDO này thằng cầu ta à khăn ông rút này kì đặt LDO này thằng lờ xâm rạp kì rít này về khá kì đặt lương 7.7V rồi có 5V của bạn này đôi chắc nha thì còn tài tha chứ bà hai đầm lại nơi lỡ đồng lại đại rít cứ việc khó nha ta à bay cho bay vô ní vì mình nghĩ mình đã pra thì ta việc khó thì bởi sinh bảo dân pra việc đôi chật nha thì dân đã pram vô đấy dân rít bị sâu nên ta đọc một phải bay từ mỏng cái chân cái châu mà chân châu chân LDO LDO vì admin phố ná vì admin bạc cánh phố bộ phố đó ấy vì đôi chờ register đại vì chân đặt khăn nát các bạn này phố là dân to bị pram vô cho LDO hay chân bị LDO cho register chân bị register cho chuyện đi vận tải cả lãnh chương và sau đầu viên ở giữa o chỉ mùi nâng register nâng kỳ to tới cho nâng a zero rồi đó a prime cứ chia chân ảnh lộn đầm bay rich signal chân bị bài voltage divider chân kỳ supply lượng prime vô máu vì chạy tới register tích hay vì chạy tới register tích vì cho tới a zero tính chân nó phải đa đầm lại ở giữa o ni prime pro chân ảnh đầm lại dân rich nâng vì prime pro đài chân dân rich mơ đầm lại vì hai dân đặt lại khăn tam lượng mà trong bật bằng pool swipe của vật cầm rạch và lưu bằng các bạn này dân đang thật hai đầm lại register đầm lại register bó ở giữa o nâng vì prime pro vì prime kilo tới đó prime rồi kilo ohm ok được chưa nè khác cái ai pra mồi dội mồi chùm nuốn cái cho tập hết cái pra LDO thom na thì còn tới cái admin pra register cái đặt LDO chẳng cái rip secure chẳng sram đại miền chip control ai hái cái đăng tải đào phần ram của chuyển đi tới chân analog rip này cần chẳng đại tập hết cái đường xong với cái pra LDO được khi này chúng ta tập cái rip chẳng hái dân bạch từ ca pra register ấy đăng cầm miền bay chớ đào mòn bờ này cứ vì bay chân đôi chắc nia nằm còn tha cho ở đó dân tới chụp cho mùi register khơi bay chụp nổi chắc tình hình mũi bay chân khơi cái đào từ pram vô e zero chuyển đi này cần chẳng này vì miền về sĩ anh ấy pram vô chuyển đi e zero anh ấy cần chẳng này anh ấy chuyển đi anh ấy vì sĩ pram vô anh ấy output từ analog anh ấy cần chẳng này mơ là bè về tới cái đạn và cọt cái bài về đạn này thằng cầu anh ấy admin ấy xem anh ấy cái đạn admin ấy nhảy nhảy cái parameter register nâng ở đội hiệp đội tập bao dương anh ấy cái min variable register là mấy cha vì trong rít chân thơ ở chân signal mạnh mạnh ấy cái anh tổ là nâng bàn cài bàn anh ấy còn tất cả cái riêng bỏ kê tầy bần tay bây giờ riêng dân vô ta khả các bạn đi mà bra các bạn này còn là time register register đảm bày to bằng tình tuổi anh ấy kê còn tờ riêng màu ai dân xua bra mong ok chẳng chăm video mê riêng là đủ nói dân tệ toàn nguyên nâng ơ dọ nâng ấy bảo cùng